Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính trình Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, Linh Thần Sở Tại, Thần Hoàng Bổn Cảnh, Đất Đai Dương Trạch, những vị Tiền Hiền, nơi gò cây tung. Dưới tàn cây cổ thụ hùng vĩ này, con xin cầu thỉnh chánh pháp an lạc đến tất cả mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đang xem qua màn ảnh nhỏ của các kênh YouTube quen thuộc. Lời nói đầu tiên của con xin gửi đến tất cả chư quý đồng đạo luôn lúc nào cũng được từ quang của Phật Pháp chiếu diệu, được an lành, ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay thì anh em lại thực hiện một chuyến du sơn đi vào vùng Thất Sơn Linh Địa. Thì chúng con điểm dừng chân là đến chỗ ông Két Ẩn, nơi có cái tượng đá đang ngồi trơ trơ như đá vững như đồng, rất là trang nghiêm, tịnh hạnh, đang ngó về hướng nam. Thưa quý vị, thì trên đường đi lại thấy Google mách bảo chỉ một cái điểm mà chúng con lại dừng chân với những cái tán cây cổ thụ quanh năm thì luôn lúc nào cũng tươi tốt và luôn giang tán rộng để đem đến ánh mát, đem đến bóng mát cho tất cả mọi người khi đến đây, để rồi chúng ta chiêm ngưỡng lại cái cảnh đẹp mà từ xa xưa nơi này cũng được Sở Văn hóa Thông tin đã khai quật và cũng đã phát hiện được một cái văn hóa, nền văn hóa ốc eo từ thế kỷ thứ tư, thứ năm. Và nơi đây cũng sẽ lưu lại cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta qua những cái nét đẹp về văn hóa đất nước và con người. Thì đây là cái gò cây tung mà tất cả chư quý đồng đạo xẹt lên trên Google thì chúng ta sẽ thấy được nơi cái địa điểm đến. Nhân sự tùng sự đến đây để nhớ lại những bậc tiền hiền, nhớ lại người xưa đã nương náu nơi này để tu tập, thì chúng con cũng nhân tiện trong cái không gian thanh tịnh này mà ngồi lại tâm tình đạo đức, như gửi đến cho tất cả chư quý đồng đạo một cái món quà tinh thần trong cuộc sống tu tập. Thì thưa quý vị, qua cái câu hỏi của đệ tâm cũng bắt nhịp cầu nhân duyên để rồi chúng con mới có dịp là được nói lên những lời mà Đức Thầy đã chỉ dạy trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, cũng giống như trong kinh điển của Đức Phật, để tất cả cô bác anh chị em chúng ta cùng hiểu được những cái phương pháp khi mà chúng ta noi theo bước chân Phật để trở thành là những con người hiền nhân á, thì sau này chúng ta mới có được cái sự vinh diệu mà nơi Thất Sơn Linh Địa này sẽ tái tạo nên một cái cảnh hoàng kim mà Đức Thầy vẫn thường hoài vọng, là những mơ ước hồi quy thượng cổ thì hết câu ái ố dèm pha, phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng để chào người chân tu. Cho nên sau này quý vị, cái người mà hiền nhân quân tử á, thì những cái người này đó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Cho nên là Đức Thầy nói lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh chín chiều ruột đau. Vậy thì những cái người hiền nhân á quý vị, sau này có cái diễm phúc là chúng ta sẽ được sống trong cái đời thượng quân thánh đức, để rồi chúng ta vui câu sum họp đoàn viên giữa tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp cả thế gian mới thoát chốn tù. Thưa quý vị, cho nên cái tiêu chuẩn mà của một cái người hiền á, thì Đức Thầy cũng đã nhận định cho chúng ta biết, con người có tu thì mới có hiền được quý vị. Còn nếu mà chúng ta không có tu mà chúng ta còn sống tập nhiễm theo lợi danh, theo những cái tệ nạn xã hội, theo những cái nghiệp ác duyên, thì con người không được hiền. Cho nên do đó Đức Thầy cũng đã nói trong quyển tư quý vị, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Cho nên bây giờ đó thì Thầy có cái nhiệm vụ xuống đây đó là Thầy giáo hóa cho tất cả chúng sanh đó biết được cái phương pháp mà ăn lành ở hiền, để rồi chúng ta có được cái nhân tốt đó mà sau này chúng ta còn được diện kiến Đức Phật, Đức Thầy nơi Long Hoa Thánh Đức. Đó là một cái ngày hội mà sau những cái chu kỳ trong cái thời Tam Quân, từ cái thời mà Nhiên Năng Cổ Phật ra đời, Ngài lập nên cái liên trì hội, đó là cái ngày hội thứ nhất.
Sau đó thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài lập nên một cái linh thú sơn hội tại núi linh thú ở chùa Lôi Âm ở Ấn Độ. Sau này thì Đức Thầy cũng đã tiên liệu cho chúng ta biết là ngày sau thế cuộc xây dần về Nam, hay là phương Nam rạng ngọc chói lòa mà cháu đã nhắc. Hay hoặc là Đức Thầy còn cho chúng ta biết nữa, ngài có cái bổn phận á, là xuống đây rồi tiên liệu trước cho tất cả mọi người biết đến cái ngày hội Long Hoa Vinh Diệu ấy, để tất cả chúng ta có được một cái niềm tin vững chắc là thông qua giáo lý của Đức Phật Đức Thầy, cũng giống như bản đồ Kim Chỉ Nam và những lời giáo huấn của Đức Thầy, đó là một cái tiêu chuẩn khi chúng ta học và làm theo. Thì thưa quý vị, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta. Nhưng mà gặp ở đâu đây thưa quý đồng đạo? Thì Đức Thầy cũng đã đưa ra được cái đáp án rất là chân thật. Đức Thầy nói kìa, hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ sẽ có ngày hòa hiệp. Chớ nản chí đường tu bỏ liếp, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kìa hỡi ai giữ phận cho tròn. Cho nên bây giờ đó thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta tu theo giáo lý của Đức Thầy mà trở thành con người mà hiền nhân thánh thiện, đục trong bốn cuốn ngọn ngành khuyên đời trao trĩa chữ lành cho xong đó, thì như vậy chúng ta sẽ có đủ cái tiêu chuẩn quý vị. Đó, bây giờ Đức Thầy đã dâng cái sắc chỉ rồi, ngài cho biết là ngài dâng chỉ đáo lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ hoa thần hạ bút, khuyên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau, gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y gìn Phật pháp, đạo pháp. Thưa quý đồng đạo, hai nữa đó thì Đức Thầy trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh đó, ngài cũng cho chúng ta biết rằng sau này đó cái vùng Thất Sơn Linh Địa này rất là màu nhiệm. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam của chúng ta đó là một cái nơi mà tất cả mọi người đều rất là mơ ước để có được đặt chân đến đây đó. Sau khi mà Đức Thầy cho biết là chừng nào tiếng sấm nổ vang mà Thất Sơn lộ vẻ đền vàng báo thai đó, hay hoặc là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Do đó mà Đức Thầy đã tiên liệu là chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu êm tai, con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chí dắt người lánh tục, đạo mở cửa bày câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, để mở hội thánh trọn người trung hiếu. Thưa quý đồng đạo, cho nên cái vinh diệu nhất của chúng ta đó là con người phải trao sữa để chúng ta trở thành là những con người hiền nhân. Vậy thì bây giờ muốn trở thành con người hiền nhân thì chúng ta phải có được những cái tiêu chí gì? Thì thưa quý đồng đạo, Đức Thầy đã đặt cho chúng ta có những cái tiêu đề để chúng ta trở thành những con người hiền. Đức Thầy cho biết cái thứ nhất đó quý vị, là chúng ta phải đi vào trong cái khuôn khổ người hiền. Mà Đức Thầy cho biết là chữ tập đề nay đã mở cửa để đưa vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Vậy thì khuôn khổ của người hiền đó không gì hơn là chúng ta phải cố gắng phát tâm ăn chay, làm lành, niệm Phật, cúng lại, giữ giới thì chúng ta mới được trọn lành, trọn sáng quý vị. Chúng ta mới trở thành là con người hiền lương thánh thiện. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay đó quý vị, thì tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Ăn chay tức là chúng ta ăn những cái thứ rau, cỏ, hoa, quả hay hoặc là ngũ cốc. Cho nên luôn lúc nào chúng ta cũng tôn trọng được hạnh phúc, quyền lợi và mạng sống của người khác. Chúng ta không sát sanh hại vật. Thì vì thế đó mà cái nhân của chúng ta gieo là cái nhân được hoàn thiện thưa quý vị. Cho nên cái đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất để chúng ta rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải cố gắng niệm Phật quý vị. Thì niệm Phật tức là chúng ta học theo được cái hạnh của Đức Phật. Rồi chúng ta phải phát huy được bốn đức đó là từ bi hỷ xả. Cũng giống như là trong cái lời chư Phật có bốn đại đức mà Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật để làm sao chúng ta đạt được bốn đức ấy, để ngày sau chứng quả được như ngài. Cho nên ngài đã luận minh cho chúng ta biết rằng đó, chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu của Phật phải nhớ đến Phật và ráng làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Bốn đức ấy là đức từ, Phật đối với chúng sanh như mẹ thương con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt và dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh sa vào đường tội lỗi phải chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội thì Phật chẳng vì thế sanh lòng ghét bỏ, lại thương xót khôn cùng. Đức hỷ,
Thường thường an vui làm những việc lành, dù cho gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng gì, thế sanh lòng buồn bã lại thương xót khôn cùng. Đức xã, ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn dướng dưới chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Đó, cho nên chư Phật có bốn đại đức như vậy. Hôm nay chúng ta muốn trở thành con người hiền thì học theo bốn đại đức từ bi hỷ xã để chúng ta trở thành là một bậc hiền nhân. Đó, cho nên đó là Đức Thầy cũng đã từng nhắc nhở cho chúng ta đó. Ngoài cái niệm Phật để chúng ta đạt bốn đại đức thì ngài cũng dạy cho chúng ta là phải giữ giới nữa quý vị. Có giữ giới chúng ta mới trở thành con người hiền lương đức hạnh. Còn nếu mà không giữ giới đó thì chúng ta sẽ gì quý vị, lâm vào trong cảnh sát sanh nè, đạo tặc nè, tà dâm nè, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Cho nên con người mà không có giữ giới rồi đó, chúng ta phạm vào trong cái 10 điều ác thì chính 10 điều ác này là cái nguyên nhân dắt chúng ta vào trong cái con đường mê đồ lục đạo. Cho nên nó mê muội ác hung về địa ngục, hay là trên dương thế tạo nhiều cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền địa ngục cảo hình, hay là trốn âm ti ngu đầu mã diện đang trong ngày, tới số bắt hồn cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Mà bẻ họng ai quý vị? Kẻ gian ác bị gươm ba thước mà nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ, được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô khuyên bổn đạo ráng mà trì trí. Cho nên qua đây đó quý vị à, chúng ta mà không có thực hiện được cái nhân đạo là cái điều kiện tối ưu thứ nhất để chúng ta trở thành người hiền đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ phạm vào những cái mà ác duyên. Cho nên bây giờ đó có giữ giới luật. Nếu mà chúng ta có giữ giới luật, giống như là Sư Minh Tuệ cũng đã thường trao đổi với tất cả mọi người, khi hỏi đến ngài tu cái pháp gì thì ngài cũng thường khuyên mọi người đó là phải giữ giới. Mà giữ giới trong đó nó có năm giới, đó là không sát sanh nè, đó để rèn luyện được cái đức hạnh từ bi của mình. Không đạo tặc là bớt đi cái sự tham lam ham muốn đó, bởi các thị dục nó lôi kéo đó. Rồi không tà dâm, tức là chúng ta không ngoại tình, khi đã có vợ có chồng sống một cái cuộc đời phải chung thủy đó. Rồi còn lại là không uống rượu uống bia, tức là chúng ta không có uống rượu uống bia thì chúng ta sẽ tránh đi tất cả những cái tệ nạn xã hội rất là nhiều. Cho nên ở Đức Thầy nói chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Mà người hiền đức mới là người trí thì sao? Thầy dạy chúng ta là phải là tứ đổ tường chớ có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn dách khỏi mang điều nhơ nhuốc. Muốn tu tỉnh Nay Đà, gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Vậy thì đó thưa quý đồng đạo, chúng ta phải làm sao tránh được những cái giới mà Đức Phật, Đức Thầy đã thường dạy dỗ cho chúng ta. Cho nên người mà có giữ giới rồi đó quý vị, chúng ta sẽ được trọn lành trọn sáng đó thưa quý đồng đạo. Cho nên Đức Thầy thường khuyên là lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Hay hoặc là Thầy khuyên chúng ta đó là khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đặng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Thì cái người mà giữ được tròn luân lý tam can ngự thường đó thưa quý đồng đạo, đó chính là cái nhân đạo. Mà nhân đạo đó là cái nấc thang đầu tiên khi chúng ta bước vào trong cái bước đường tu tập để chúng ta có thể thăng hoa lên tiên Phật Thánh Thần. Cho nên thường quý cô bác thường nghe đó, cổ đức dạy câu là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Và cái quả mãn duyên thành của cái người tu nhân đạo trở thành là người hiền nhân quân tử đó thưa quý đồng đạo, Đức Thầy cho biết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải ráng tránh đừng cho thiếu nợ. Cho nên qua đây thì cô bác anh chị em chúng ta phải giữ giới để được người hiền. Rồi niệm Phật xong chúng ta cũng được người hiền, bởi có bốn đức từ bi hỷ xả, thì con người phải là tu theo 10 nghiệp lành đó, tránh đi 10 nghiệp ác thì chúng ta mới bước đật vào cái khuôn khổ trở thành là người hiền. Cái thứ hai đó, Đức Thầy dạy chúng ta đó phải luôn luôn rèn luyện cho chúng ta có thân khẩu ý hiền. Thân khẩu ý hiền là sao quý vị? Là thân của chúng ta nè quý vị. Khi mà chưa tu đó quý vị à, thân nghiệp có ba điều ác đó là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Cũng vì nuôi cái thân này đó mà con người ta đó cứ dinh thân phì da, ăn thì đòi hỏi cao lương mỹ vị,
hay hoặc là chiên xào kho nấu, những cái con vật nào mà nó bổ dưỡng đó thì chúng ta lại sát hại mạng sống của nó để chúng ta cầu toàn cho có sức khỏe để chúng ta sống, thì trong khi đó chúng ta đã phạm vào trong cái ác sát sanh. Rồi lại là sao quý vị? Thân ham sướng đó, để chi tham vào những cái sắc đẹp ở từ bên ngoài đó, thì như vậy con người chúng ta sẽ dễ bị. Thì như vậy cô bác anh chị em biết là nếu mà chúng ta tham vào trong cái sắc đẹp đó thì con người thường hay bị tà dâm, phải không quý vị? Con người mà chạy đua đòi theo sắc đẹp thì tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, cũng bởi do cái thân này nó được trưởng dưỡng quá ư là sung sướng rồi, thì nó có bao nhiêu cái dục vọng mê đắm nó cuốn hút theo những cái bóng sắc từ ở bên ngoài, cho nên chúng ta đã phạm vào trong cái tội ác đó là bị tà dâm. Mà người mà bị tà dâm rồi đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bị pháp luật trừng trị nè, rồi còn phải bị gì, nhà tan cửa nát nè, rồi chúng ta còn phải bị tai tiếng trong cái nền luân lý của nước nhà nữa đó. Cái thứ ba đó quý vị, đó là gì? Là đạo tặc. Cũng vì do cái thân này đó quý vị, thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc cho hình với chức phận cho cao chưa quý, cho nên con người ta cứ muốn không làm, muốn có ăn không lo, muốn có mặc để tô điểm cho cái sắc thân, mà người ta phải đành đi ăn trộm ăn cắp, điều mang câu bần cùng sanh đạo tặc thưa quý vị. Cho nên cái thân này nó tạo ra ba điều ác như vậy đó. Mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Cho nên bây giờ cô bác anh chị em muốn tránh được ba nghiệp của thân để trở thành là cái người hiền đó, thì chúng ta đẻo với bào. Mà đẻo với bào bằng gì đây quý vị? Chúng ta hãy lấy thánh giáo lượng của Đức Phật giống như là lưỡi gươm tột bén để chúng ta đoạn trừ được những cái nghiệp đó. Đó, thì như vậy đó là thân của chúng ta không đạo tặc, không tà dâm, đó rồi không sát sanh, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ trở thành là người hiền, có một cái nhân cách đạo đức mà đến đâu đó người ta cũng trông, cũng quý, cũng nhìn hết quý vị. Cái thứ hai nữa đó quý vị, tức là cái khẩu của chúng ta hiền. Cái lời nói của chúng ta khi chưa tu á quý vị chúng ta có thể là nói những cái lời bất nhân, hay hoặc là chúng ta hơn thua chửi bới, hay hoặc là chúng ta nói những cái lời cao thấp đó, hay là hoặc miệt thị đối với tất cả mọi người. Nhưng khi biết tu rồi đó quý vị, thì Đức Thầy luôn dạy chúng ta là phải rèn luyện cái khẩu nghiệp của mình trở thành những con người hiền lương đức hạnh. Cho nên Đức Thầy đã dạy cho chúng ta biết là trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh có tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đọc lại trong cuốn Khuyến Thiện, nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Vậy thì tại sao mà khẩu nghiệp của chúng ta lại nặng nề hơn hết thưa quý vị? Tại vì thân nghiệp thì sanh ra ba điều ác, ý nghiệp cũng sanh ra ba điều ác, nhưng đặc biệt khẩu nghiệp của chúng ta lại sanh bốn điều ác. Bốn điều ác đó là gì? Đức Thầy cũng đã luận minh ra trong Tôn Chỉ Hành Đạo về cái khẩu nghiệp của con người. Nó gồm có bốn điều, một là lưỡng thiệt, hai là ỷ ngôn, ba là ác khẩu, bốn là vọng ngữ. Hay hoặc là Đức Thầy còn chuyển tải lại bằng dân dần để chúng ta dễ học, dễ thuộc và dễ hiểu mà chúng ta làm theo đó. Thì trong cái quyển Khuyến Thiện đó quý vị, Đức Thầy cho biết là lưỡng thiệt đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra. Ác lưỡng thiệt đã làm duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau, những sự gây gỗ, cãi giả, sanh quán, sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm. Cái lưỡi đã tạo những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan sự đoàn kết, tình thương yêu giữa nhân loại, và nó là nguồn cội gây ra biết bao nhiêu bất hòa, hiềm khích. Để điều ấy trừ được tai giả ấy, phải giữ lời nói mình cho được thành thật chánh đáng, được dạy trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình không còn chịu ác cảm, tránh được sự miệt khinh của kẻ khác. Đó là lưỡng thiệt quý vị. Rồi tới ỷ ngôn thì Đức Thầy dạy thế nào đây? Ỷ ngôn tức là chủ ỷ quyền, nhiếc xài tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu, kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo, kẻ xảo nguyệt ỷ sự khôn lanh nói điều thất thiệt, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan hạ nhục người dốt nát. Hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy đó, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lệnh mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dùng những lời những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm im dịu chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi.
đó là cái ác ỷ ngôn. Tới ác khẩu thì Đức Thầy cũng cho biết là những tiếng thổ lỗ mà những tiếng thề thốt lỗ mãn chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha không kể luân thường thảo hiếu, mạnh bạo hăm he đánh giết như kẻ yếu hèn hiếp đáp sớm chờm cô bác. Mở miệng ra chửi gió mắng mây trù rủa gia đình không kiên thần thánh, tối ngày kêu réo Phật trời mời thỉnh Long Cung làm cho tội lỗi càng thêm chồng chập. Hãy bỏ những điều thô lỗ ấy, hãy tập lời nói mình cho được thành thật chánh đáng, hãy tập lời nói mình cho được êm dịu thanh bai hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, với ông bà cô bác, với xóm chồng quen thuộc lời nói phải cho được hiền lương đức hạnh, và những sự khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác làm theo đó đều có ích lợi cho chúng sanh và đều hợp với tinh thần đạo đức. Cái thứ tư đó quý vị là gì? Là cái giọng ngữ thêm thừa quyến hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm duyên cớ cho những sự bất công của nhân loại, thương người nào thì giấu giếm sự giấu giếm sự quấy và thiêu thùa sự tốt ra, ghét ai đặt điều nói xấu hoặc che đậy cái điều phải của họ, khoe khoang tự đắc xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ phải khinh khi miệt thị đó. Cho nên qua đây thì chúng ta thấy cái khẩu nghiệp của chúng ta, quý vị, họ mỗi khi mà chưa tu thì mở miệng ra đó, chúng ta đều gây ra những cái tội lỗi rất là đáng kể. Bây giờ thì Đức Thầy dạy chúng ta đó, muốn làm trở thành người hiền thì Thầy nói lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi rốt thốt ra đoan chính hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác thì quả ương đeo đắm. Vậy thì quý vị ơi, chúng ta phải làm sao rèn luyện cái lời nói của chúng ta đó là phải lời nói thiện nghiệp, tức là lựa những cái điều hiền đức để chúng ta nói. Cũng giống như trong cái cách mà chúng ta giáo hóa con mình, thường thì những đàn bà khe khắc cháu con, phải không? Có đôi khi là chửi gió mắng mây, có đôi khi thì phải kêu những cái lời mà nó khác đi với cái nhân đạo ông nội bà nội, hay hoặc là thằng này con nọ, hay hoặc là kêu thần thánh rồi hãy rủa xả nó. Thì những cái điều này Đức Thầy không có cho, mà Thầy dạy phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm đừng có hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt chước xạ duân mới là. Thưa quý vị, như vậy chúng ta mới thật sự là cái người có được cái khẩu hiền. Sau đây thì Đức Thầy dạy thêm, chúng ta muốn trở thành người hiền phải có cái ý hiền. Mà cái ý là gì quý vị? Cái ý tức là cái tâm của chúng ta. Thường thường mà kêu tu á thì người ta nói chèn ơi, tu ăn chay ăn lạc để làm gì, miễn cái tâm của tôi hiền được rồi, miễn cái tâm tôi tốt được rồi, tôi đừng có phải xâm phạm hay hoặc là ám hại người khác đó, là hiền. Nhưng mà quý vị ơi, trong tâm của con người nó có biết bao nhiêu là cái phiền não. Mà những cái phiền não đó, khi cô bác anh chị em biết tu, nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật đó, chúng ta mới thấy được. Từ trong duy thức học đã chỉ cho chúng ta biết được là thế nào là tâm dương, thế nào là tâm sở. Đó, thì tâm dương nó gồm có căn bản phiền não là 10 món phiền não như thế nào. Rồi tỳ phiền não là 20 món ra làm sao. Rồi thiện tâm sở 11 món như thế nào nữa quý vị. Thì đó là một đề tài mà khi nào rảnh con sẽ trao đổi cùng với cô bác anh chị em qua cái đề tài tu tâm, để chúng ta thấy được trong tâm của chúng ta cần tu như thế nào. Đó là một cái pháp tu căn bản. Hễ chúng ta mà trừ đi được cái vọng tâm, chúng ta chứng được cái chân tâm thì kể như người đó đã thành Phật rồi quý vị. Tuy là nói dễ, chứ khi mà thực nghiệm đó là cả một công trình, cả một cái cuộc đời của mình đó, thưa quý đồng đạo. Cho nên bây giờ nếu mà muốn sửa được cái ý hiền thì chúng ta phải làm sao? Thì Đức Thầy cho biết nè, thưa quý vị, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền sự quán thù. Đáp lại gì hòa vàng? Đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tăng mất hết. Vậy thì vừa thân khẩu ý hiền rồi quý vị, cái ý của chúng ta luôn phải tập cái đức tính nhẫn nhục, phải không? Đó, cho nên ai mà chửi mắng thì sao? Chúng ta phải giả điếc. Nhưng mà đợi cho người hết giận thì sao? Chúng ta phải khuyên, khuyên lơ ngăn cản đó, để rồi chúng ta được có một cái là khuyên mọi người trở lại với cái tấm lòng hiền đức của mình, mà không có những cái tham sân si đó.
Một khi mà cái tánh của con người tham nó nổi lên thì con người ta có thể là bất cứ mọi thủ đoạn. Một khi mà tâm của người ta sân lên rồi đó thì tánh sân nộ thường làm bạo ngược. Hay hoặc là trong cơn giận kể gì nhân đạo tỉ như con cọp dữ trên rừng gặp thịt toan cáu xé thương bừng phân từng mảnh mới là hả giả. Cho nên bây giờ đó mà nếu muốn trở thành người hiền mà cái ý của chúng ta không dùng cái phương pháp nhẫn nhục thì thưa quý vị không thể nào hiền được. Cho nên đó là Đức Phật Thầy cũng từng cho chúng ta biết là tập xong chữ nhẫn thì Niết Bàn không xa. Đó, rồi Đức Thầy nói nhẫn thứ nhất, chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trong đời, lập thân danh từng trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo. Vậy thì chỉ có cái phương pháp nhẫn nhục đó quý vị, để chi? Để chúng ta không sanh ra những cái tác ý hung tàn bạo ngược, hơn thua chém giết, hay hoặc là có những lời nói ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ, mà mọi công việc từ thân khẩu đều do cái ý nó tác nên. Đó, việc làm do lệnh nó tâm hồn khiến sai quý vị, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm chờ đắc thế ra tay hạ sát. Bây giờ đó chúng ta muốn hiền thì cái ý của chúng ta phải nhẫn nhục. Chúng ta phải lấy cái sự nhẫn nhục đó để chấp nhận được bao nhiêu cái lời thị phi, bao nhiêu cái sự tranh đấu, bao nhiêu cái nghịch ý nản lòng. Để lấy được từ bi là cái sự hiền lành thương xót quá giải đi những cái hận thù đó, mà ban bố lại cho tất cả mọi người bằng lòng nhân hậu nhân ái. Thì Đức Thầy đã nói đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay nhưng tấm lòng nhân không đổi. Đó là cái tiêu chuẩn để chúng ta trở thành người hiền. Bây giờ muốn trở thành người hiền nữa thì sao? Đức Thầy còn dạy chúng ta hai cái pháp môn cùng một lúc, đó là trung hiếu lưỡng toàn hiền. Chỗ nào đây quý vị? Thì thưa quý vị, ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, hiền nhân bá tánh gọi là ngu si, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta ngay thẳng hiếu trung thì trở thành là một cái trang hiền thảo. Có hiếu với ông cha, ông bà cha mẹ thì chính đó là trai trung liệt, đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mới gái nam trào. Đó. Rồi đối với đất nước của chúng ta phải tuận tị luôn, lúc nào chúng ta cũng trở thành là một công dân tốt, phải chấp hành luật pháp. Đó. Còn đối với lại nhân dân thì luôn lúc nào chúng ta cũng phải hết lòng đối với việc nghĩa mà chúng ta cần làm. Đó. Còn đối với đạo pháp thì chúng ta lại là tận trung. Đó, đối với Tam Bảo, một đời một đạo đến ngày chung thân thì đó là cái tính trung thành của chúng ta. Mà người nào mà có được chọn trung chọn hiếu như vậy đó thì sau này chúng ta sẽ trở thành là người hiền và có mặt trong Lao Hoa Hội. Cho nên Đức Thầy nói hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo chọn đạo thì sao? Thác lên tiên đài, phải không? Cho nên là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi mà người hiền đức được phò chân Chúa là như vậy. Đó, cho nên cái tâm hiếu là tâm Phật. Mà cái lòng trung chánh trực của mình đó chính là cái chí của người quân tử, là một cái bậc trượng phu. Trượng phu chí cả dọc ngang dạo trong bốn biển mới trang thánh hiền. Cho nên do đó mà con người ta cần phải là làm sao rèn luyện được cái chữ trung của mình, là cái sự hết lòng đối với xã tắc, đối với non sông, đối với ba tánh vạn dân, đối với Tam Bảo và đối với cha mẹ mình cũng như vậy. Đó. Cho nên đó là cái mà chúng ta đó luôn lúc nào cũng thể hiện được cái lòng trung thành trước sau như một, không dời đổi. Nó như vậy thì chúng ta mới trở thành là theo nhà Phật giáo phải như keo, nói lên được cái lòng hiền của mình. Rồi cái nữa đó là bất nhiễm hiền, tức là sống ở nơi cõi đời này mà chúng ta đó không đắm mình nhiễm trượt theo những cái dục lạc, theo những cái thói hư tật xấu, nào là tứ nhiễu tường, tứ đổ tường, phải không? Cho nên đó là Đức Thầy thường dạy cho chúng ta đó là tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, đâu làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Cho nên qua đó đó thì quý vị thấy đó, con người ta đó mà do tham đắm tài của nào là ngũ dục lục trần á, tài sắc danh thực thì con người sẽ dễ bị sa đọa vào trong những cái ác duyên. Cho nên Đức Thầy cũng ra cho chúng ta biết một cái đáp án rất là chuẩn mực, đó là cư trần bất nhiễm là người thánh, mà lẫn tục đừng mê chức mực hiền. Đó, từ hổm rài quý cô bác anh chị em chúng ta đã xem qua trên mạng rồi đó, chúng ta mới thấy được ông Sư Minh Tuệ là một cái người mà tu hành rất là chân chánh, thấy không? Xin một bữa cơm chay thanh đạm. Nhưng mà đặc biệt đó là đối với ông tiền tài, điện thoại, máy móc, xe cộ, ông không xài một cái gì mà nô lệ cho vật chất. Chỉ có một cái lỗi nồi cơm điện đó là cái mà người ta bỏ đi rồi đó, thì ông đại ngụ ý là xin cái đó để ông tái chế, được làm một cái bình bát của mình.
đó, làm sao mà xin vừa đủ ăn một bữa còn dư qua đêm hay hoặc là thừa đó thì ông không nhận. Đó, con người ta mà giữ giới đến như vậy đó, nó sống ở đời nó người ta không có đắm trần nhiễm trược đó thì mới xứng danh là người hiền. Cho nên Đức Thầy nói phú quý tạo đời thêm mà sát tham danh phế đạo chí đâu yên. Đó, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh để lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Vậy thì muốn trở thành một cái người hiền đó quý vị, là luôn lúc nào đó chúng ta cũng phải trở về với chân lý đạo đức. Phải không? Mà không phải là chúng ta chạy theo những cái vinh hoa phú quý ở bên ngoài, hay hoặc là chúng ta có những cái vọng tưởng sanh ra là đeo đắm theo lợi lợi danh danh tài tài sắc sắc. Đó, nào là nhà cửa ruộng giường, rồi cái sanh ra con người tham hơn. Đó, mà biết sao đầy được túi tham, không danh không ngăn không đái mà càng làm không kiên. Đó, hay hoặc là Đức Thầy nói ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì dù xấu tốt cũng là dòng chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần như mặt dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào thì chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Cho nên con người ta cũng vì cái tham đó mà mất đi cái tánh hiền của mình. Phải không? Sanh ra, con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả. Xong đến lúc lớn khôn vì phải sống chung chạ với thế giới, người hung tàn bạo ngược tánh nết liền bị ô nhiễm những sự xấu xa, trở nên hèn kém dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng. Nghĩa là họ giết nhau vì sự lợi ích của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Cho nên khi mà chúng ta đắm nhiễm vào trong cái danh lợi sắc tài rồi thì con người tính toan đủ thứ, nào là mưu này kế nọ đó, để chúng ta tính của người mà lấy về làm của mình đó, rồi bây giờ đó thì không biết bao nhiêu mà cho đủ. Cho nên con người mất đi cái chữ hiền. Bây giờ thấy được cái gương của Sư Minh Tuệ, chỉ ăn một cái bữa ăn rất là thanh đạm, chỉ uống những cái chai nước lọc đó để được sanh sống qua ngày thôi, mà không dùng một cái gì đó về cái món vật chất để con người phải tốn ra cái chi phí, phải lao công nhọc sức, một nắng hai sương đó, rồi để chúng ta phải là sanh ra kế này mưu nọ mà làm mất đi cái lương tâm của mỗi con người. Cho nên qua đó quý vị muốn trở thành người hiền thì chúng ta phải sống cuộc đời bất nhiễm. Đó, bây giờ giá trị của người hiền như thế nào cũng như Đệ Tâm hỏi vậy đó, người hiền có giá trị như thế nào huynh? Thì cái sau này đó quý vị, ở hiện tại thì người hiền sánh như thể cỏ lan và cỏ chi vậy đó. Cho nên Đức Thầy nói người hiền như thể cỏ lan, mà người hung chết đất chật đàn thảm thai. Cỏ chi lan mấy đệ có biết không? Cỏ lan là cái cỏ mà nó có cái sắc màu rất sặc sỡ, nó có một cái sọc, nó giống như một cái lá dứa vậy đó, nhưng mà nó có một cái sọc xanh đẹp lắm. Mà thường thì nó lại trồng được xung quanh ở dòng vườn ngự quyển của vua. Cho nên người ta muốn sánh cho mình biết được cái người mà hiền đức vậy đó, thì luôn lúc nào cũng được là trưng bày vào trong ở những cái nơi mà rất là quý, nơi đó rất là an toàn, nơi đó đó thì hàng ngày phải có những cái nghệ nhân người ta chăm sóc. Cho nên người hiền sau này đó, hiện tại chúng ta cũng vậy đó. Mà Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Thì người hiền sánh như thể cỏ lan. Đó, hiện tại là chúng ta được cái điều quý đó. Và sau đó người hiền luôn lúc nào cũng được đứng đầu bảng nghe đây. Những cái người mà được chọn vào trong cái ngày hội Long Hoa Thánh Đức sắp tới là người đó luôn luôn được đứng đầu bảng. Tại sao vậy? Thầy nói là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, non lịch đài mây rạng tu ni mi, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. Có nghĩa là 7 niên hòa địa nhân mà nhân hiền thử là tức là những người hiền đó, là luôn lúc nào cũng được đứng đầu, cũng chọn vào trong cái bản danh sách mà những cái người đầu tiên được chọn vào trong cái ngày hội thánh đức đó. Quý vị thấy đó ngon lành không? Hai nữa đó là sống ở nơi thế gian này đó thì danh thơm tiếng tốt được bay lừng khắp nơi. Đó, được mọi người kính quý thì chính cái đó là nhân hiện tại. Rồi sao cái nhân tương lai? Nếu mà một mai bị cái số vô thường cướp đi cái mạng sống của mình thì cái người này mà lỡ mà có đi xuống ở dưới âm ti địa ngục thì gặp Diêm Chúa thì sao? Thì Ngài cũng là rất là thương mến mình mà không có bao giờ mà hành tội mình được, là tại sao? Ngài cho biết là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà.
á, lại được gần bể Ngọc Long Sa coi chư quốc tranh giành châu báu ngon lành hơn đại vàng, cho nên nó cái giá trị người hiền nó quý lắm. Rồi sau này nữa khi mà chúng ta đó được sống cái đời thượng nguyên thánh đức đó, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ thấy được những cái cảnh mà nó rất là di diệu, nó rất là màu nhiệm, mà Đức Thầy cũng đã cho chúng ta biết là hiền lành chừng đó sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định phân. Đó, thiên hoàng cũng mở các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian, ấy là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Em thấy người hiền được vô tương lai là chúng ta để sống lời thượng nguyên. Rồi bây giờ vào hỏi Long Hoa thì cũng như Đệ Tâm nói đó, Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành, diệt quỷ ma, hay lập rồi cái hỏi Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Đó, rồi bây giờ người hiền đó, cái giá trị sau này chúng ta có đó thì được gì? Về cái cõi tiên. Về cõi tiên mới để thích không? Rất là thích phải không? Đó là cái nơi mà tự tại giải thoát. Thì Thức Thầy nói là mê mũi ác hung về địa ngục, thì hiền lành nhắm mắt thấy, thấy non tiên. Cho nên cái giá trị của cái người hiền sau này đó quý vị à, tương lai chúng ta sẽ được về tiên. Cái cuối cùng đó quý vị, duy diệu nhất là một cái con đường mà chúng ta thường hay mong ước, mà Đức Thầy cũng chỉ cho chúng ta là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Vậy thì cái người hiền đó quý vị có đủ tiêu chuẩn, chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Mà Đức Thầy nói thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão, thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. À, hay hoặc là Đức Thầy còn cho chúng ta biết thế này nữa nè. Thầy nói phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hữu phách mấy tàu đài cung á, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đu nở nụ cười. Nhưng mà rước tôi lưng đóng chào người chân tu, những cái người mà hiền đức đó sau này đó chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Dạ, nhưng mà sao đời giờ mình tấm hiền quá cũng dễ bị tàn hiếp quá huynh. Thì thưa quý vị, cái người hiền đức á, thì như mình nghĩ đó, người ta có đức á, là ta người hiền tâm, tâm trí người ta rất là thông minh. Cho nên á, mình bị ăn hiếp đó là gì? Là do coi lại cái nhân quả của mình hồi xưa mình có ăn hiếp người ta không? Cho nên bây giờ mình vui vẻ chấp nhận trả. Để làm chi? Tại vì mình tin sâu nhân quả rồi thì đi đến đều là duyên, hay hoặc là những cái lành dữ đưa đến mình đều là cái nhân quả mà mình phải chịu. Cho nên bây giờ mình chấp nhận, mình đón nhận như vậy để mình đền bù giai trả, hưng vong suy thạnh xưa nay, cuộc đời giai trả, trả giai đổi dời. Nếu mà mình thật sự mình hiền như vậy thì mình biết những cái mà giữ đem đến cho mình đó, là biết đâu kiếp trước mình thiếu nợ người ta, cho nên lúc này dùng cái pháp nhẫn nhục để mình chấp nhận, chấp nhận trả, để rồi nó qua đi cơn bỉ cực thì chúng ta sẽ được đến hồi thế lai. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là theo học đạo, mặc ai mai mỉa ta cũng đừng gây gỗ với người, được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Cho nên mình mới thấy được cái giá trị của người hiền nó quý là ở chỗ mình biết nhẫn nó mới là được hiền. Còn nếu mà không nhẫn đó, con người ta ai làm quấy với mình rồi đó, thì mình vì sự quấy của họ mà mình trả thù thì sao? Người ta làm quấy mình làm quấy thì mình có hiền không? Không bao giờ có hiền. Cho nên đó, cái người hiền đó, tâm trí rất là thông minh. Người ta nhẫn không phải là nhục, mà nhẫn nó để làm gì? Để chấp nhận theo cái yếu lý của nhân quả. Rồi đó mình mới dùng cái đức của mình là từ bi hỷ xả để hóa giải được cái hiền này, mà đem đến cái tình thương cho tất cả mọi người. À, mà Đức Thầy nói đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, ti tuần thế đổi thai, nhưng tấm lòng nhân không đổi. Lòng nhân đó là gì? Là lòng nhân thương người mến vật, tức là đức hiền. À, cho nên qua đây em đừng có bi quan, mà hãy cố gắng mình tập như vậy đi. À, nhịn nhục như vậy á, thì mới gọi là chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trong đời. À, mình dùng hết cái khả năng nhẫn nhục của mình để mình xử thế làm sao cho được là trên thuận với hòa. Mà Đức Thầy nói từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Hay hoặc là mình hiểu được cái yếu lý hòa hảo mà Đức Thầy nói là hòa thuận và thuận thảo và tốt đẹp. Cho nên cái chữ hòa hảo đó mà mình gánh nặng trên vai nè đệ, thì thể hiện được cái đức hiền. Cho nên Đức Thầy đã bao lần nhắc nhở chúng ta đó là phải làm sao là mãn trời trong bá tánh thảnh thơi đặng khắp bốn biển mới liên dây hòa hảo. Hay là Đức Thầy nói ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Cho nên mình có hiền nó mới có hòa, còn nếu mà không có hiền thì nó không có hòa. Cho nên em thấy những cái người mà người ta hiền rồi đó thì người ta luôn sống cái hạnh của người ta là khiêm hạ,
nói với ai cũng phải lựa đời ha, rồi sống với ai đó cũng phải là đem cái tình hòa ái đó với nhau đó, không có cái lời cao lời thấp, không có tranh hơn tranh thua, không có nhân ngã ngã nhân, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là hiền. Cho nên Đức Thầy nói nhân ngã ngã nhân, đừng cách biệt sắc không không sắc, chớ lìa xa. Hay hoặc là chung linh ngăn tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không mới một màu đó. Nếu mà chúng ta còn nhân ngã còn sắc không, chúng ta còn thiên lệch đó, chúng ta chấp bên này bỏ bên kia như vậy thì chưa phải là cái ý hiền. Cho nên mình không hòa làm sao mà nó hiền đó. Cho nên là thường thường lời của ông bà mình nói đó là sao, nói là gia hòa thì vạn sự an, mà tử hiếu thì song thân lạc. Cho nên gia hòa thì mọi sự nó đều được bình an, mà mình có hiền thì nó mới có hòa, phải không? Mình không nhịn nhục được người ta mà mình còn đem những cái lời cao thấp tranh đấu thì cái tư tưởng đó không phải là hiền. Tư tưởng đó là tranh hơn là dữ rồi, chứ không phải là hiền. Cho nên bây giờ đó em nói hiền mà bị ăn hiếp đó là đúng. Tại vì sao? Mình sống theo chân lý thì mình không có nói những cái lời mà nó trái đi với cái nhân đạo. Nó không phải là người ta quấy, người ta chửi mình mà mình chửi lại người ta là hiền, mà phải chấp nhận người ta chửi thì mình cố gắng sao? Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Giả đó chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà mình muốn làm sao đó mình nhịn nhục để cho nó qua, cái đó mới gọi là giả. Ha. Đó, việc hung ác hễ vừa thấp thoáng chữ từ bi, ta diệt nó liền sự chữ nhẫn hòa á. Sự quán thù đáp lại chữ hiền thì sao? Đó, nó như vậy đó. Cho nên giá trị của người hiền đó mới là thành tiên thành Phật. Giá trị của người hiền đó mới đi đến bây giờ, đến chỗ nào đó người ta cũng rất là thương. Giống như lại Sương Minh Tuệ, thấy không? Ổng đến cái chỗ hiền rồi, ổng hòa hết tất cả mọi người. Thương thì cũng vậy, mà ghét thì cũng vậy. Đánh thì cũng chấp nhận rồi, đó cũng giái cho người ta sao? Nguyện cầu cho người ta được hạnh phúc, muôn điều được tốt đẹp các tường. Đó, cho nên cái người hiền là như vậy đó. Đó, người hiền không phải là người ngu, mà người ta lại là chấp nhận những cái sự khổ đau của chúng sanh, chút hết về người ta đi, để người ta lập được cái hạnh mà sống bất nhiễm với người đời, được lập cái hạnh mà tâm đại hùng của người ta đó sẽ dung thứ hết tất cả những cái điều mà tội ác đó. Ta thường hay tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mắt lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Cho nên em bây giờ mà em không chấp nhận để người ta mệt thị hay hoặc là chửi bới mình, rồi mình chửi bới lại người ta, thì cái đó mình không phải là học đạo từ bi, mình không phải là người con Phật. Cho nên Đức Thầy nói làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Cho nên thật sự là người hiền thì phải có thân khẩu ý hiền, phải nhẫn nhục hiền, phải trung hiếu lưỡng toàn hiền, và phải sống bất nhiễm hiền. Thì cái giá trị mà anh đã phân tích rồi đó, hiện tại là chúng ta sẽ được mọi người coi chúng ta rất là quý, cũng giống như là một cái bông hoa mà đượm màu hương sắc, nó thùy mỹ, nó đoan trang, nó sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc, cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mê, chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện mà dắt về Tây Phương. Em thấy cái quả vị ngon lành luôn không? Thì thưa quý vị, qua những cái lời mà Đức Phật, Đức Thầy đã dạy cho chúng tôi rồi, sau những cái tháng năm nghiên cứu, được sự truyền đạt của các chú các bác, và học từ giáo lý kinh điển của Đức Phật, Đức Thầy, nên có một cái buổi mà đủ đầy được cái nhân duyên, giữa cái không gian thanh tịnh của núi rừng nơi Thất Sơn hùng vĩ, giữa cái nơi mà những cái người xưa mà ẩn náu nơi đây tu tập, con mới có được cái công hạnh là cùng cô bác anh chị em tạo ra cái phước duyên là trùng tiên lại giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy. Hôm nay nếu chúng con mà cầu thỉnh chánh pháp an lạc, cô bác anh chị em có một sự đồng cảm là cùng hướng về chân lý Phật pháp với tụi con, nếu có được phước thì con cũng xin hồi hướng lại cho thế giới được mưa thuận gió hòa, dân chúng âu ca lạc nghiệp và bớt đi chiến tranh thiên tai khổ ách. Ông bà cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ, ông bà cha mẹ quá giảng siêu sinh tịnh độ, bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.